Alo. Alo, anh là Nhật đúng không ạ? Vâng, tôi đây. Trung tâm bảo trợ xã hội chúng tôi vừa tiếp nhận một cháu gái bị lạc gia đình. Cháu bé khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Cô bé khoảng 5 tuổi, tầm tuổi con anh. Anh có thể tả qua được không ạ? Cô bé mặc váy màu hồng, tóc buộc cao. Nhưng hiện giờ cô bé đang bấn loạn, chưa thể nói được gì. Cảm ơn anh, tôi sẽ đến ngay. Anh uống ít nước đi. Nào. Anh còn mặt nặng mày nhẹ gì nữa? Anh trách ai bây giờ? Tai nạn là do anh gây nên. Con anh lạc là do con Hà. Anh trách thì đi tìm con Hà mà trách. Nào, anh uống nước đi để tôi còn đi. Anh có muốn sống tử tế cho ra người nữa không? Anh đối xử như thế này thì ai ở với anh được? Anh tưởng tôi sướng lắm à? Cút đi. Anh đuổi ai? Anh nằm liệt ra đây, mọi sinh hoạt đều có người hầu hạ. Cút đi. Đồ giả dối. Cô cũng chỉ cần tiền của tôi thôi. Cô yêu thương gì tôi? Anh bạc nó vừa thôi. Đàn bà các người là lũ ác độc, chẳng đứa nào ra gì cả. Tao sống không cần chúng mày nữa. Cút xéo đi. Này anh Nhật, sao anh không nghĩ tất cả những gì anh phải gánh chịu hôm nay là do quả báo? Anh gieo gió thì giờ gặt bão thôi. Cô nói tôi thế à? Cô hại tôi bao lần mà cô có sao đâu. Tôi thế này chắc cô vui lắm nhỉ. Nhưng tôi chỉ bị liệt, chưa chết đâu. Anh nghĩ anh tử tế à? Nếu anh tử tế thì anh đã chả bị thế này. Con bé bị lạc là vì ai? Mày! Ai cho mày động đến con tao? Cút! Cút! Đồ khốn nạn! Thế thì ở đấy mà tự phục vụ đi! Mình về đến nhà rồi. Em có thấy quen không? Cẩn thận em. Hà, tao đây. Phượng đây. Em có nhận ra Phượng không? Phượng lên thăm em đấy. Thôi Phượng, Hà cần phải tránh xúc động lúc này. Mình vào nhà đi.
Nào, chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế nào? Em còn nhớ không? Đây là nhà của anh. Anh đón em về đây là để tiện chăm sóc. Bên cạnh em lúc này có anh này, có chị Bân và cả Phượng nữa. Thôi, em nghỉ ngơi đi nhé. Chúc mừng em. Chúc mừng anh. Chúc mừng công ty của chúng ta. Có chuyện gì thế em? Chuyện của chúng ta. Này, yên tâm, anh đang tìm cách. Em không thể sống ở ngôi nhà đấy được nữa. Có ngày em chết mất. Vợ thì chẳng phải, người tình lại càng không. Hắn chẳng coi em ra cái gì cả. Định bỏ thằng đấy sao? Anh thử ở đấy với hắn một ngày xem, anh có chịu được không? Giờ thì một tay anh nắm trọn công ty rồi. Đâu cần phải ở đấy dạ vâng cho nó khổ ra. Mà em yêu anh, chứ có yêu hắn đâu. Anh thì lại còn vợ còn con. Số em nó khổ thế đấy. Đừng bỏ thằng đấy. Anh nói sao? Nó cần được ru ngủ. Anh cần biến khối tài sản của nó thành của chúng ta. Anh nói thế nghĩa là... Em phải biết, trên thực tế mình vẫn chưa nắm hoàn toàn công ty của nó. Em cần ở bên cạnh nó. Chúng ta sẽ dùng công ty của nó để nuôi chính công ty của chúng ta. Em chịu khó đi. Khối tài sản ấy phải là của chúng mình. Danh chính, ngôn thuận. Rồi, tương lai của chúng ta. Nhà tôi rộng thế này, nhưng chỉ có hai người thôi. Bà tha hồ mà thoải mái nhá. Anh Nhật. Mới sáng ngày ra đã nốc như thế này rồi. Ai mà chịu được. Này, thế vợ chồng nhà cô đã thống nhất chưa? Để tôi còn đi đây. Bà từ từ đã. Trông ông nhà tôi thế thôi, chứ không nguy hiểm đâu. Hả? Mua bảo hiểm cho tôi á? Ừ, mua bảo hiểm đi. Thôi được rồi, coi như là bà đồng ý rồi nhá. Bác hãy hãy ăn bí á. Rơi ạ. Anh Nhật, đây là lần cuối tôi thuê giúp việc. Nếu anh còn đuổi là tôi mặc kệ đấy nhá. Này, ngó nghiêng cái gì? Vào mà dọn dẹp đi chứ. Hả? Dọn đi. Này, em làm cái gì mà lâu thế? Khách hàng người ta đang đợi. Ui giời, ai mà chẳng muốn nhanh. Bà điếc. Bà điếc. Bà nhanh nhanh cái chân lên nào. Hả? Tất cả những thứ cần thiết tôi đã ghi hết vào đây rồi. Mà bà có biết đọc chữ không? Học hết lớp 7 rồi. Này, mà điếc thế em thuê làm cái gì? Điếc thì em mới thuê,
ở đây, tai vách mạch rừng. À này, cô ơi, sao nhiều việc thế này? Tôi làm thế nào được? Mỗi nhà mỗi khác, cô phải hướng dẫn tôi chứ. Này, anh đợi ngoài xe nhé. Nào, đi vào đây. Này, có cần anh đưa lên phòng không? Thôi, anh cứ về đi. Nào. Bà ho cái gì? Hả? Ai rổ á? Có bà rổ ấy. Nhanh cái chân lên. Nhanh lên. Này, cô ấy về rồi đấy. Còn nhớ đường về à? Tôi đi luôn rồi. Bà điếc, hả? Tôi có biết gì đâu. Úi giời, bà ở nhà, không dọn dẹp, bà để bừa bộn thế này à? Tôi còn khối việc để làm, chứ không phải đi chơi như cô đâu. Bà đừng có vớ vẩn. Thế bà đã cho anh Nhật ăn gì chưa? Mà mặt anh ấy sưng như bị ong đốt thế kia. Rồi, rửa bát rồi. Thế cô có ăn không để tôi còn hầu nốt nào? Biến đi. Em đi công tác gần chỗ khách sạn ngày xưa mình hay nghỉ. Ông chủ cứ hỏi thăm anh suốt. À, ông ấy còn biếu anh chai rượu đây này, cả một ít nem chua nữa. Em bóc cho anh ăn nhé. Có phải cô mong tôi chết lắm à? Cô mang rượu vào đây làm gì? Bao nhiêu năm nay, cô có còn là vợ tôi đâu mà lo bổ béo cho tôi làm gì? Anh thôi đi. Uống rượu thì như hũ nút. Người ta mang về cho, lại còn sĩ. Cô đi đâu mấy ngày vừa rồi? Tôi đi công việc. Tôi một mình trèo chống công ty, rồi còn hai bên nội ngoại. Anh không thương tôi thì thôi, lại còn ghen tuông vớ vẩn. Tưởng tôi không biết sau lưng tôi cô làm gì à? Tôi làm gì? Anh có bắt được tôi bồ bịch không? Chết dí ở nhà cả ngày, rảnh rỗi xin nghĩ bệnh. Ngoài việc phá tan công ty thì cô làm được gì? Anh không bị tai nạn, không bị cái con bồ kia nó lừa thì cũng chẳng đến nỗi. Này anh Nhật, anh liệu liệu mà sống cho tử tế thì tôi còn lo cho anh đến lúc chết. Còn không ấy thì đừng trách con này vô tình. Là anh! Mày cút đi! Nào, bỏ em ra. Đứng lại, chị. Mày nhìn thẳng vào mặt tao mà nói là mày không ngủ với anh ấy đi. Này, ôi, chết, em làm cái gì đây? Tôi cho anh lựa chọn, nó hoặc tôi. Làm chó thì có sự lựa chọn vô lý thế hả? Dĩ nhiên là chỉ có em là bà hoàng của anh, bà chúa của lòng anh. Úi giời, anh phải cho nó thôi việc ngay ngày hôm nay. Cái gì? Sao lại vô lý thế? Chứ anh mà nó có cái gì đâu. Tôi hy sinh tất cả vì anh, mà anh đối xử với tôi như thế à? Tôi nói cho anh biết nhá, đừng để tôi điên lên, là anh không xong với tôi đâu. Em bình tĩnh nghe anh nói đã nào. Rồi ạ. Nó ấy là họ hàng của giám đốc ngân hàng VIP gửi gắm, đuổi làm sao được hả? Mình làm ăn còn phải nhờ vào họ chứ. Anh lúc chó nào cũng lý do lý chấu. Ôi giời ơi, chuyện làm ăn em phải biết chứ. Bây giờ kinh doanh bất động sản khó khăn, vốn đang đọng đống kìa. Em tưởng anh sung sướng lắm sao?
Chạy vậy hàng tháng trả lãi ngân hàng, bạc cả tóc này, hói cả đôi này. Ai ui, đau. Giời ạ, đã không thương người ta thì thôi, suốt ngày ghen tuông ghen tuông. Giời ạ, em đã cản anh rồi, mà anh có nghe em đâu. Đầu tư cả một đống tiền vào dự án hoa hồng. Đấy anh xem, giờ nó đắp chiếu cả một năm trời. Mà em nghe phong thanh là nó đang bị thanh tra đấy. Em thì biết cái gì, có gan thì mới giàu được nhá. Mà em yên tâm đi, thằng Hoa Hồng sẽ sớm triển khai. Vì chủ đầu tư phía sau ấy hơi bị to đấy. Người ta chạy vậy quan hệ mãi mới ôm được một sàn. Này, yên tâm nhá. Em cứ chờ nằm ôm vàng mà ngủ nhá. Giời, vàng đâu chẳng thấy. Chỉ thấy tiền lãi ngân hàng phải trả hàng tháng vàng mắt ra kia kìa. Anh tính rồi. Nhật Nam giờ hoạt động cầm chừng. Nhà xưởng máy móc anh sẽ cho thuê. Trụ sở chuyển sang kinh doanh nhà hàng khách sạn. Em sợ là công nhân họ sẽ phản đối đấy. Ai phản đối? Đứa nào phản đối? Làm ăn không hiệu quả thì phải chuyển hướng kinh doanh chứ. Không tìm được đường ra ôm nhau chờ chết đói cả lũ à. Mà chúng ta là công ty tư nhân, không phải cơ sở từ thiện nhá. Thôi quyết thế đi. Lại chả thế. Rơi. Ngập mồm ngập miệng. Chưa chán à? Em này. Yeah. À, một tuần nữa bên anh có sự kiện khánh thành công trình, em điều cho anh 12 cô nhá. 12 thôi á? Bọn nó đang nhớ anh thế. 20 đi. 20 à? Được, 20 thì 20. Anh có yêu cầu đặc biệt không? Đặc biệt hay không thì lúc đấy mới biết chứ. Nhưng mà em thì lúc nào cũng có đặc biệt. Lấy đi. Anh làm cái quái gì đấy? Tôi muốn nói chuyện. Anh không ngủ được thì phải để cho người khác ngủ chứ. Lục sục cả đêm thế ai mà chịu được. Còn gì với dài chán rồi. Tôi về đây để ngủ à? Anh làm nhảm cái quái gì đấy? À, tôi hiểu rồi. Đấy, anh làm được gì? Anh làm đi. Làm đi. Không à? Không thì biến đi chỗ khác, để cho tôi ngủ. Cô sống với tôi hơn 10 năm qua, mà sao không có con à? Tất nhiên là tôi không nói mấy năm gần đây. Cô bồ bịch công khai. Nhưng ít ra cô cũng phải đẻ cho tôi một đứa chứ. Cô phá tài sản của tôi. Vì cô mà con tôi bị lạc. Cô sống ở đây bao nhiêu năm mà cô vẫn thế à? Bao nhiêu tài sản của tôi không đủ để đổi cho tôi một đứa con à? Anh làm sao mà có con được? Người lúc nào cũng như cái hũ rượu mở nút ấy. Còn cái chó gì? Cô nói cái gì? Có phải cô phá thai không? Sao tôi không có con được chứ? Hả? Thôi anh đi ra đi, để cho tôi ngủ, nhanh lên. Có đúng không? Có phải cái thai cô ép tôi cưới, cô đã phá thai hả? Hả? Anh Nhật này, tôi chưa bao giờ có con với anh. Hả? Cô nói thế là thế nào? Thế anh tưởng cái thai sau ngày cưới là của anh chắc? Không phải đâu. Nhưng mà tôi phá đấy. Tôi không đẻ con cho bất cứ một thằng đàn ông nào hết. Toàn một lũ đều giả như nhau. Con khốn nạn! Con khốn nạn! Tổ ra! Mày lại đây!
này. Trả con cho tao. Trả con cho tao. Trả con cho tao. Trời ơi, nốc lắm vào, đang ôm ấp hôn hít dai dưới nhà kia kìa. Sợ khổ. Chú Nhật, chú không ý kiến gì à? Bà có ý kiến gì à? Ừ, có kiến đâu, tôi vừa lau chùi sạch sẽ mà. Bà xem, anh ta có để ý gì đến tôi đâu mà bà phải lo hộ. Phải không anh Nhật? Ơ, anh nói gì đi chứ? Anh đã bao giờ coi tôi là vợ đâu. Có phải không? Bà không biết đâu, anh ta khinh tôi lắm. Với anh ta, tôi chỉ là kẻ đào mỏ thôi. Cho nên bây giờ tôi thế, anh ta cũng có nói gì đâu. Thế nào thì cũng là việc của cô chú. Nhưng còn việc của tôi. Việc gì của bà? Cô chưa trả lương cho tôi tháng vừa rồi. Tôi nuôi bà bao năm còn trả tính. Đây, lương tháng này. Lương tháng trước. Tiền ăn. Và thêm 1 triệu tiền rượu cho cái hũ nút này. Sao cô cho tôi nhiều thế? Để bà yên tâm, còn chăm sóc chồng tôi chứ. Thế cô đi đâu à? Tôi đi đâu, việc gì đến bà? Mà tôi đi thì các người càng sướng chứ sao. Bà không phải chăm sóc giặt giũ cho tôi, còn anh ta thì uống thoải mái. Có phải không anh Nhật? Hà ơi, Hà, dậy đi em. Bảo ra ăn cơm, mà thấy em ngủ ngon quá. Chị với thằng Quân ăn cơm trước rồi, bây giờ mang cho em ít bánh trưng rán. Thôi chết, sắp đến giờ cho con bé ăn rồi, em phải đi thôi. Chịu em đấy. Thế này mà anh ta không mảy may xúc động thì anh ta thật quá đáng. Anh Nhật! Anh Nhật ơi! Có chuyện gì? Con bé bao giờ được xuất viện? Để em còn mang đồ chơi đến cho con. Phải chờ ý kiến bác sĩ. Nhưng em cũng không cần đến đâu. Anh vẫn còn giận em vụ đó à? Hóa ra anh cũng có tình ý với cô ta nên mới đối xử với em như thế. Nếu thế thì sao? Ok, được rồi. Nào con, để cho cô Hà nghỉ. Bố ơi, cô Hà ốm rồi à? Ừ. Cô ấy lười ăn nên ốm mà bố. Thế bao giờ cô ấy khỏi à? Ừ, con ngoan. Ăn nhiều, không ốm, không đi viện. Cô ấy sẽ khỏi nhé. Làm cái gì mà giờ nay vẫn chưa về? Con bé này hay thật đấy.
thoại. Đưa bố. Alo. Hiếu đấy hả em? Cái Hà có ở đấy không? Chị Bân à, tôi Nhật đây. Ồ, thế mà nói không liên quan gì nữa. À, chú cho tôi gặp cô Hà với. Cô ấy đang mệt. Lúc nào cô ấy dậy tôi sẽ nhắn lại. Sao lại mệt? Làm cái gì mà mệt? À, chú lại bắt cô ấy làm việc quá sức chứ gì. Chị yên tâm, tôi đã mời bác sĩ đi khám rồi. Chết, ốm thế nào mà phải mời bác sĩ đến. Này chú Nhật này, cần thiết ý, phải làm các loại xét nghiệm đi. Từ ngày cái Hà nó đến nhà chú làm ý, tôi thấy người nó cứ mệt mệt lả đi thế nào ý. Chú đưa nó đi khám tổng quát đi. Thế nhá. Cô dậy rồi à? Ở kìa, cứ nằm xuống đi. Còn mệt không? Hà làm tôi sợ quá. Mấy hôm Hà thức trắng, trông con bé trong viện, nhưng bị kiệt sức đấy mà. Hà thấy trong người thế nào rồi? Em đỡ rồi ạ. Tôi pha nước cho Hà này. Uống đi. Vâng, em cảm ơn. Hà cứ nghỉ ngơi đi, không việc gì phải ngại nhé. Anh đến rồi à? Em đã pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi đây. Lan Anh này, anh có chuyện muốn nói với em. Vào đây. Lan Anh này, từ hôm nay chuyện anh và em chấm dứt. Chúng ta sẽ không có gì riêng tư nữa. Mối quan hệ sẽ hoàn toàn là giám đốc và nhân viên. Vì sao? Vì sao lại như thế? Cô hạ giọng xuống đi. Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi sẽ coi đây là một lời thú nhận. Anh dám thay nó vào chỗ tôi sao? Cô cần tôi làm gì cho cô? Nội thất, xe cộ, đồ trang sức. Cứ nói đi. Em không cần gì ở anh. Em yêu anh. Chẳng lẽ từng ấy thời gian mà anh không nhận ra sao? Lan Anh này, thực tế một chút đi. Cô hiểu rõ, cô đi lại với tôi vì tiền, đúng không? Trên người cô có cái gì không phải là của tôi tặng cô sao? Vậy nên bây giờ tôi bảo với cô, tôi chấm dứt với cô. Chả có gì là sai cả. Cô cần bao nhiêu tiền? Còn Hà, nó xin anh làm thế này à? Đừng lôi cô Hà vào đây. Có phải thế không? Thôi cô nói đi. Một là tiền. Bao nhiêu? Hai là không gì cả. Cô chọn đi. Anh là loại đàn ông đều giả. Loại mang tiền ra mua nhiều thứ. Anh tưởng tôi là gái ngửa tay ra xin mấy đồng bố thí của anh à? Tôi không cần. Vậy cô cần gì? Tôi bỏ việc. Thế thôi. Con ơi, bấm điện thoại gọi chị mày xem sao. Cả tuần nay chả thấy nó gọi điện về. Bấm gọi chị xem thế nào. Mẹ lúc nào mà chả rút ruột. Đấy con gọi. Anh ấy không nghe mẹ ạ. Ơ, mẹ bảo mày gọi chị Hà. Lại gọi anh nào đấy? Thì con gọi cho anh Hiếu. Sao lại gọi cho anh ấy? Bởi vì anh ấy biết nhiều thứ lắm, nên con gọi hỏi trước cho chắc. Nhớ gọi chị Hà, mẹ sốt ruột,
mẹ lại mắng thì sao? Mà sao anh Hiếu lại không nghe? Thôi, mày bấm máy lại, để mẹ nói chuyện xem nào. Mẹ nghe đi. Alo, Hiếu hả cháu? Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Anh có biết con Hà nhà cô, nó xin được việc chưa thế? Việc của Hà, sao cô lại gọi cho cháu ạ? Thế chả hỏi cháu, thì hỏi ai bây giờ? Cô ơi, cô nhầm rồi. Em Hà đã có người yêu, cháu cũng không rõ đâu ạ. Mà lâu lắm rồi cháu cũng không gặp Hà. Thế là thế nào? Dạ, cháu nói rõ rồi đấy ạ. Cô cứ gọi cho Hà đi. Cháu chào cô. Thôi. Người ta có đau vai đâu mà bóp. Đau tim đây này. Lại chuyện cái thằng đấy chứ gì. Em xin lỗi. Chỉ tại em nông nổi quá. Đừng làm anh khổ thêm nữa. Em mà bỏ anh thêm một lần nữa là anh chết thật đấy. Em biết rồi. Thế em quay lại với anh, chắc thằng kia nó điên lắm nhỉ? Thì ra em mắc mưu nó anh ạ. Nó muốn ngăn cản tình yêu của chúng ta nên là nó lừa em. Nó bảo là anh không có tương lai gì, anh là buôn hoa quả Trung Quốc, sợ sau này ảnh hưởng thuốc bảo quản sẽ không có con. Vớ vẩn. Nó coi thường anh lắm. May á mà em nhận ra là mình mắc mưu nó. Mà không hiểu sao em thấy cứ như là bị thôi miên đi anh ạ. Thật không? Thật. Em căm nó lắm. Nó dám lấy thế làm giám đốc để ép em yêu nó. Trước mặt nó chắc em cũng nói anh chả ra đếch gì nhỉ. Nhưng mà không sao, đừng nói trước mặt anh là được. Thôi em biết lỗi rồi. Em xin lỗi anh yêu, em sẽ bù đắp cho anh nhá. Sao thế? Em nghĩ là em sẽ phải cho nó một vố anh ạ. Thôi quên đi, em quay lại với anh là được rồi. Nhưng mà em vẫn ức lắm. Em muốn nó phải trả giá. Em hung hăng vừa vừa thôi. Anh là dân làm ăn, anh không muốn dây dưa gì tới pháp luật đâu nhá. Không ai làm gì vi phạm pháp luật cả. Anh cứ làm theo em sắp xếp là được. Anh không tham gia đâu đấy. Anh chỉ cần em thôi. Anh muốn em có phải không? Tất nhiên. Thế thì phải nghe lời em nhá. Giàn ngô đã con. Vâng ạ. Mẹ ăn đi mẹ. Anh Hiếu bảo chị Hà mày có người yêu rồi con ạ. Lạ nhỉ, anh Hiếu tốt thế, nó còn yêu ai được. Mà thằng Hiếu lại nói cứ như thể là nó biết rõ lắm rồi. Lạ thật đấy. Ôi giời, mẹ cứ kệ chị đi. Mà đi làm giúp việc xấu hổ không nói với mẹ, chứ còn việc có người yêu làm gì mà phải giấu. Nó thông minh, học tốt lắm chị ạ. Mỗi tội là nó vẫn hơi cầu thả. Cô cứ khen cháu chứ. Đấy, cô thấy đấy, lớn bằng ngần này rồi mà vẫn làm nũng mẹ lắm. Này, trẻ con bây giờ nó khôn lắm nhá. Nó biết đồ mới đồ cũ, cô cậu bây giờ biết rồi đấy. Chắc hôm nào phải thu xếp thời gian, mua cho ít đồ mới. Nhìn chị chăm sóc thằng Quân như thế này,
Em thấy thương con bé Như quá. Nó thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Em đã cố gắng lắm, nhưng cũng không bằng bàn tay chăm sóc của người mẹ được. Cô ơi! Hai chú cháu đi chơi về rồi đấy à? Nào! Ôi, chú trông cháu kiểu gì mà mặt mũi nhọn nhem hết thế này hả con? Hoàng ơi! Vào đây mẹ bảo. Vâng ạ. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết thế này này. Cô Hà ơi! Quả này có ăn được không? À, quả này á? Quả này để đun nước. Xong cô gội đầu cho Như nhá. Thơm cực. Thật á? Ừ. Vào trong kia, cô rửa cái mặt cho con nhá. Vâng ạ. Nhìn mặt bé Như, như con mèo ấy, bẩn quá. Anh Nhật này. Vâng. Vâng ạ. Mời anh vào nhà uống nước. Dạ. Anh ngồi đi. Vâng ạ. Anh uống nước. Dạ, con xin bác ạ. Anh Nhật này. Việc anh nói lúc sáng, việc tổ chức đám cưới mà. Theo tôi thì cứ từ từ hẵng hay anh ạ. Anh đã có lời với gia đình thế là tôi biết anh đã có ý định muốn xây dựng gia đình với em nó. Gia đình xin cảm ơn. Nhưng việc hôn nhân là việc hệ trọng cả đời. Anh với em nó lại mới tìm hiểu có gần một năm. Cứ từ từ để hiểu nhau cho kỹ anh ạ. Dạ. Mẹ em nói cứ từ từ để tìm hiểu cho kỹ đã. Chắc tại mẹ sợ anh quyết định vội vàng. Sợ anh hay là sợ con gái thiệt? Bà nhìn thấy người quá vợ có con riêng như anh thế này chắc sợ chết khiếp. Kìa anh, mẹ nào chẳng thận trọng. Em xin lỗi đã làm anh phải khó xử. Nếu em thẳng thắn ngay từ đầu về hoàn cảnh của anh với mẹ em thì có phải tốt hơn không? Thì cũng phải dần dần chứ ạ. Thôi cô ạ, suy nghĩ nhiều làm gì. Con Hà nó còn nhỏ dại, dễ bị người ta lừa lắm. Em chả dám ra đường nữa bác ạ. Cái Hà dù nó có thế nào thì tôi vẫn quyết nó là con dâu của tôi. Được lời này của bác thì em cũng đỡ tủi. Nhưng cái quan trọng nhất bây giờ là quyết định của con cháu Hà cơ. Quyết là quyết làm sao? Em cứ quyết là nó phải theo bác ạ. Bác đã có ý như thế thì tốt cho nó quá còn gì. Mà cháu Hiếu vẫn còn yêu thương nó. Ta cứ tác thành là được bác ạ. Ừ, thì thằng Hiếu nghề nghiệp cũng đã ổn định. Cái Hà đã tốt nghiệp ra trường. Cuối năm cho chúng nó cưới luôn. Ván đã đóng thuyền rồi, hết đường mà lơ mơ nhỉ. Yeah. Vâng, em với bác trước thế nào sau vẫn thế. Ừ, được. Tôi với cô cứ quyết như thế nhá.
Anh không lãng mạn như em nghĩ đâu, cô sinh viên ạ. Anh xin lỗi, anh vừa phải đi lấy nguyên liệu về. Em vẫn đang xin việc à? Có chuyện gì mà em hẹn anh vậy? Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Chị ấy mất chưa được 2 năm. Mình vội vàng rồi lại lời ra tiếng vào. Khổ anh. Em không cần phải lo cho anh. Anh tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Một phần cũng là mẹ em nữa. Em không muốn mẹ em phải nghĩ ngợi trong lúc này. Cứ để một thời gian nữa, được không anh? Với lại, đầu nhất thiết cứ phải cưới xin thì em mới yêu thương anh và bé Như. Nghĩa là em sẽ không bỏ bố con anh? Tất nhiên là không ạ. Hay quá. Vậy chờ cho đủ 3 năm rồi mình cưới nhé. Còn cái này, em quên nó đi, đừng bận tâm tới nó nữa nhé. À, tuần sau anh cho bà Thơm về. Sao thế ạ? Anh cần em hơn bà ấy. Bà ấy là cô ruột của vợ anh. Chuyện chúng mình, anh không muốn có thêm rắc rối. Anh cần em, chứ không phải yêu em. Em làm sao thế? Bệnh nào? Đừng có tưởng là anh không lãng mạn nhé. Đi với anh. Đi đâu? Đi chơi. Chơi đâu? Chơi gì cũng được. Nào, đi ra. Mẹ dậy ăn cơm đi mẹ. Mẹ lại nhịn vì giận chị Hà đấy à? Mẹ! Mẹ cứ nhịn như thế, rồi ốm ra đấy, chứ chẳng được cái ích gì đâu. Chị em mày, có cần biết mẹ khổ như thế nào đâu. Hay, sao tự nhiên mẹ lôi con vào làm gì? Lại chả không à. Chị mày yêu đương nhăng nhít bao lâu nay, mày biết mà có thèm nói với mẹ đâu. Để đến bây giờ, nó như thế này. Vâng, thì con sai. Nhưng mà mẹ cứ nói thế, ai mà chẳng thương mẹ. Thương mẹ mà nó định lấy cái thằng vợ chết có con riêng, làm cho mẹ xấu hổ với làng với nước. Mẹ kệ chị ấy đi. Chị ấy thấy được thì chị ấy lấy, mẹ lo làm gì. Với cả còn hàng xóm, họ còn nói mãi được đâu. Mẹ ơi, chị Hà gọi này. Mẹ không nghe. Alo. Vâng, chuẩn bị ăn cơm rồi chị ạ. Nhưng mà mẹ tuyệt thực. Mẹ á? Thì mẹ bảo em nghe xem chị nói gì. Sao cơ ạ? Thế ạ? Vâng vâng, để em bảo mẹ nghe đây. Mẹ ơi, chị ấy không cười nữa đâu, mẹ nghe máy đi. Thế à? Thế thì tốt quá rồi. Alo. À, con nghĩ thế là phải. Ừ, thế anh ấy bảo sao? Ừ, phải rồi con ạ. Lấy rồi vợ nọ con kia khổ lắm, con không biết được đâu. Ừ, mẹ yên tâm rồi. Thôi, cứ từ từ con ạ. Chuyện hệ trọng phải lựa chọn cho kỹ. Thiếu gì người giỏi giang, công ăn việc làm tử tế mà lại chả vướng bận gì. Ừ. Thôi mẹ, mẹ ra ăn cơm đi. Ừ, ăn cơm đi.
Hà. Có chuyện gì thế? Chuyện gì hả em? Em có bầu rồi. Khốn nạn thật. Tưởng là trói được hắn bằng cái thai. Mình đã tính toán kỹ rồi. Sao lại không được nhỉ? Chị đang ở trong bệnh viện. Cái Hà có thai rồi. Khoảng 5 tuần. Bây giờ siêu âm lại cho chắc thôi. Biết ngay, kiểu gì ở bên đấy cũng có chuyện mà. Không biết bây giờ nó định xử lý thế nào nữa. Này, đừng nói với nó là chị nói với em nhá. Không nó lại bảo chị mách lẻo đấy. Thế nhá. Hà, tình hình thế nào rồi em? Không có dấu hiệu bất thường. Bác sĩ chỉ dặn em cẩn thận. Nghe có vẻ em muốn giữ lại ý. Em đã nghĩ cả đêm rồi. Em không sợ gì đâu. Em sẽ giữ đứa bé lại. Nếu anh ta không chịu thì sao? Em nghĩ anh ấy sẽ đồng ý. Hà này, hay là cưới đi em. Em thấy như vậy không tôn trọng chị ấy. Chị ấy mất chưa được 3 năm. Em đâu thể làm thế. Em nghĩ cho mình đi. Em định mang tiếng không chồng mà chửa à? Rồi còn mẹ em ở quê nữa. Em cũng chưa biết nói với mẹ em thế nào. Chị cũng chẳng hiểu em nữa. Chị thấy em hơi liều đấy. Thôi mình đi chị. Em đang thèm xoài dầm đây này. Em mua hai chị em mình ăn luôn. Alo, bà Thơm ạ. Bà về quê rồi ạ? Sao lại thế ạ? Con Hà nó chuyển đến ở đấy luôn rồi à? Vâng, chưa cưới vội, chắc là xấu hổ quá. Dù sao vợ anh ấy chết cũng chưa được 3 năm mà. Vâng, không có gì đâu bà. Mẹ, mẹ về bác Đôn có gì không đấy? Mà sao con gặp bác ý con chào? Bác ý cứ nhìn rồi cứ đều đều kiểu gì ý. À, chắc lại nghe người ta nói ra nói vào gì rồi đấy. Con tưởng mẹ với bác ý đã quyết rồi cơ mà. Thì thế, bây giờ lại bảo từ từ, để gọi thằng Hiếu về xem thế nào đã. Nhưng mà con tưởng bác ý lúc nào chẳng mong chị Hà là con dâu. Dân làng thì thêm thắt đủ điều, đến mẹ còn không chịu được, nữa là bác ấy. Phức tạp thế. Mà con cũng cứ kệ đi. Đừng có liên lạc nhắn nhủ gì. Chị con ấy cũng phải giữ giá. Không có người ta lại khinh cho. Đúng là người lớn toàn phức tạp vấn đề. Mẹ cứ để xem bây con coi thường nhà mình được nữa không. Ăn xong không cất bát. Đi đâu đấy hả Hoàng? Bác Đôn. Bác Đôn ơi! Hả? Bác! Thì sao? Bác xem đi này! Biết rồi! Của anh rể tặng chứ gì? Có mỗi một chiếc điện thoại, thế mà cậu đã bị anh ta chinh phục. Tưởng thế nào? Cái giá thì quá bèo! Không phải! Bác đọc tin nhắn đây này! Anh Hiếu hỏi thăm chị Hà nhà cháu đây này! Đấy bác thấy chưa? Anh Hiếu quan tâm chị Hà như vậy đích thực là yêu rồi.
Bác mà không quyết nhanh là mẹ cháu cũng bó tay đấy. Tưởng là mờ hết cả mắt rồi. Bác, cháu cũng muốn anh Hiếu với chị Hà mà. Đây là chuyện người lớn, cháu không cần phải lo. Thôi, bây giờ về đi, cố mà học cho giỏi vào. Đi, về. Cặp sách của con đây. Cho con đi đi mà. Đi với mẹ làm sao được? Nhưng mà nhà mình chán lắm, cho con đi với mẹ đi. Mẹ có bao nhiêu việc, đi vào nhà nhanh lên. Mẹ. Con chỉ làm phiền Hà mẹ thôi. Thì cô giáo nghỉ mà. Thôi bây giờ con ở nhà, trông nhà cửa cẩn thận, mang sách vở ra học bài. Tối mẹ về mẹ kiểm tra nhớ chưa? Thôi mẹ đi đây, mẹ bận quá. Chị Bân. Chào chú. Chị vừa đi làm về. Vâng tôi. Chị Bân này, tôi có việc muốn nhờ chị giúp. Vâng, chú cứ nói, tôi giúp được gì tôi giúp ngay. Tôi muốn nhờ chị giúp cho Hà các việc vặt ở nhà. Hà đang có bầu, tôi muốn cô ấy được nghỉ ngơi hoàn toàn. Chết, tôi đi làm sao được. Tôi vừa đưa thằng này đi học về xong, tôi còn phải chạy mấy chỗ nữa cơ. Không phải hôm nay, tôi muốn nhờ chị giúp lâu dài. Nhờ chị giúp đỡ cho. Hà rất quý chị. Có chị của em, cô ấy cũng vui hơn. Vâng, tôi cũng hiểu. Nhưng mà tôi đang nhiều việc quá. Thế nên tôi mới đến đây để nói trực tiếp với chị. Tiền nong chị không phải lo. Lương 6 triệu. Ngoài ra làm tốt thì có thưởng. Chị làm ở đâu cũng thế thôi. Nhưng ở đây chị giúp được Hà. Chị em thân thiết lâu rồi, tôi cũng yên tâm đi làm. Nói thật với chú, tôi đưa nó đi khám thai chứ ai. Có gì bí mật, nó kể cho tôi nghe hết. Cứ một hai là chị Bân. Chị biết rồi, vậy mong chị nhận lời. Giai đoạn này Hà rất cần chị. Tôi đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Tôi cũng thương nó. Cây Hà nó nặng tình với con bé nhà anh quá. Chú để tôi thư thư vài hôm, để tôi thu xếp mấy nhà bên kia đã. Vâng vâng. Nhưng chị cố sang sớm nhé. Tôi không muốn Hà vất vả thêm. Được rồi, chú cứ yên tâm. Chú vào nhà chơi kia đã. Thôi thôi, tôi xin phép, tôi có việc. Vâng, chào chú. Chào chị. Mẹ ơi. Hả? Hết sữa rồi. Thôi được rồi, tối đi làm về mẹ sẽ mua cho con nhé. Chán thế. Sắp tới, mẹ sẽ sang nhà cô Hà làm việc nữa đấy. Không có nhiều thời gian đâu, con phải tự chăm sóc bản thân đi. Không phải lúc nào cũng mẹ ơi đâu. Này, chả mấy khi tìm được nhà nào trả lương hậu hĩnh thế đâu. Chú trả mẹ những 6 triệu một tháng mà còn lo ăn uống cho hai mẹ con mình nữa. Thời buổi này khó mà kiếm được chỗ nào làm việc ngon như thế. Thế con được sang nhà cô Hà chơi với em Như không ạ? Cứ từ từ. Cô Hà đang có em bé, ốm nghén nên chưa sang chơi ngay được đâu. Thôi con vào nhà chơi đi nhá. Chị Bân. Chú Hiếu. Con chào chú ạ. Chị vừa nói Hà. Tôi... Chú cho Quân này. Cảm ơn chú ạ. Chị nói Hà đang có thai. Cũng được 5 tuần rồi. Thế anh ta không định cưới Hà hả chị? Chả biết. Chị thấy nó bảo là từ từ, nó chưa muốn cưới. Hà chưa muốn cưới? Hay là anh ta không cưới? Thì nó nói thế, chị biết thế. Tại sao lại như thế được? Chị biết làm sao được. Kìa, chú Hiếu. Em đi ạ. Cảm ơn, anh đã gặp tôi. Mời anh ngồi. Anh đang ở với Hà. Anh là bạn thì phải tìm cô ấy mà hỏi chứ. Tôi biết Hà đã có thai với anh, nhưng mà hai người chưa cưới nhau. Tôi đến để nói cho anh biết, nếu anh không chịu cưới cô ấy hoặc anh bỏ rơi cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu. Thế thôi à? Anh muốn biết lý do sao em chưa muốn cưới. Mình nói chuyện này nhiều lần rồi mà anh. Nghĩa là em vẫn chưa muốn làm vợ anh. Em muốn hết tang chị. Như thế em sẽ không phải suy nghĩ gì. Em vẫn ở với anh và bé Như mà. Có khác gì nhau đâu.
Việc này là do em quyết định nhé. Vâng, em nghĩ như thế hợp lý hơn. Vậy thì em đừng đi nói với mọi người là em có bầu, anh không muốn cưới, anh muốn bỏ rơi em. Em cũng bớt âm lịch đi cho anh nhờ. Một năm hay ba năm, có khác gì đâu. Em đi đón bé Như đây. À, em sợ anh vì em mà quên cô ấy phải không? Đừng lo thế, trong lòng anh lúc nào cũng có cô ấy. Anh xin lỗi, tại vì anh không muốn nhà em ở dưới quê nói này nói nọ. Em không cần ai xấu hổ thay cho em cả. Nhưng cậu bạn em không nghĩ thế. Cậu sợ anh bỏ rơi em đấy. Cậu bạn nào ạ? Cậu bạn Hiếu. Cậu ấy là bạn trai em à? Không ạ. Anh ấy là hàng xóm ở dưới quê. Hàng xóm? Hàng xóm mà lo cho nhau nhiều thế à? Hai anh em chơi với nhau từ bé. Em ra Hà Nội học, anh ấy cũng giúp em nhiều. Anh đừng ghen. Em với anh ấy chỉ là anh em thôi. Không có gì cả. Tôi không ghen. Anh đi đón con này. Anh thấy em dạo này xanh quá đấy. Anh đừng can thiệp vào chuyện riêng của em nữa được không? Anh không thấy anh làm thế là quá đáng à? Làm một việc tốt cho em mà cũng bị coi là quá đáng à? Em với anh chỉ là đồng hương, có quan tâm cũng có mức độ thôi. Anh làm thế không sợ anh ấy nghĩ khác về em à? Em đã quá mù quáng rồi. Em thử nghĩ xem, tại sao em có thai mà anh ta không chịu cưới em? Là do em, được chưa? Em chưa muốn cưới, chứ không liên quan gì đến anh ý. Em cảm ơn anh đã lo cho em, nhưng em không yêu cầu hay nhờ vả anh làm gì trong chuyện riêng của em. Anh chỉ làm rắc rối hơn thôi. Ok hả? Em đang bị choáng, em ngồi xuống nghỉ đi. Em không sao. Em ngồi xuống đi. Bây giờ em đi ngay là không ổn đâu. Hay là anh đưa em vào viện nhé. Em cảm ơn anh vì tất cả. Nhưng em yêu anh Nhật. Em chỉ cần được ở bên anh ấy thôi. Em chỉ muốn nói như thế để anh hiểu. Em đang mệt thế còn đi đâu? Anh Nhật gọi chị ạ. Chú Nhật đến tận nhà trọ bảo chị qua đây. Thế là chị vứt hết mọi việc để sang đây với em đấy. Em đang ở giai đoạn khó khăn. I don't think so. No.